Kính Lê Nguyễn Hòa Kiển, mến chào bà con và các bạn trở lại với nhà vườn của anh Chánh nha. Thì clip tiếp theo mình chia sẻ những cái cây hoa mẫu đơn đang ra hoa nha bà con, cùng giao lưu với anh Chánh. Thì hôm nay mình sẽ gặp anh để đo thông số và báo giá luôn nha. Rồi chào anh Chánh. Chánh ơi, mến chào anh Liêm, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Thì lời nói đầu tiên, nhà vườn em xin mến chúc tất cả một ngày làm việc hiệu quả và thành công, và cũng cảm ơn quý bà con gần xa đã ủng hộ vườn trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay nhà vườn em muốn có một số dòng bông trang mẫu đơn, cây lứa lứa gửi đến bà con mình xem tham khảo báo giá, con mình có thể sưu tầm mình chơi tết ha. Thì cái mẫu đầu tiên hôm nay nhà vườn em lên là dòng trang đỏ lá nhỏ xưa của mình ha. Cây này thì cái dòng này của em thì đa số là phum lùng để chơi bonsai ha, để ban công được kiểu. Thì cái size nhỏ này á, em giao lưu bà con mình cái size nhỏ này á, thì nó có cái hoành dao động tầm khoảng này tầm khoảng 6 thôi con. Cái size nhỏ này hoành 6, chiều cao tầm khoảng 40 50 ha. Cao như cây này là 40, cái này là 45 ha. Cái này em dạy 45 ha. Thì cái đỏ size nhỏ này á, thì nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá một cặp ha. Một cặp như vậy thì em giao lưu bà con mình là 150.000 bao phí ship cho bà con mình. Đó. Thì bà con mình yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với vườn em qua số điện thoại là 0939 995 445. Thì bà con mình có số này em có hỗ trợ Zalo luôn ha. Bà con mình có cần thêm thông tin chi tiết gì á thì có thể kết bạn Zalo với bên vườn em ha. Ngoài ra thì cũng nhân dịp cuối năm thì nhà vườn em có tặng thêm cây giống, thì cứ đơn hàng 150.000 thì nhà vườn em sẽ tặng thêm bà con mình là một cây trắng lá chung ha. Cây là xanh đẹp ha bà con. Cây thì tàn tán cũng tương đối xâm xê, cây đang ôm bông bông nụ. Thì cứ đơn hàng 150.000 ở nhà vườn em sẽ tặng thêm một cây trắng lá chung là với giá là 150.000 bao phí ship, không có phát sinh thêm cái phần nào nữa ha. Em xin xuống cái này và em lên cũng là cái trang đỏ mà cái size lớn hơn ha. Lô này là hàng thần chậu ha con, được con tàn rất là kỹ lưỡng này ha. Form tương đối là đẹp. Cây đang ôm nụ rất là nhiều ha. Đây là nụ chi chít ha. Cái này về mình là chơi tết luôn ha. Đó, sang chậu đẹp thì đó mình chơi luôn. Để em đo hạo cái hoành thân cái xe lớn này ha cho bà con mình xem tham khảo. Thì cái xe lớn này cái hoành nó dao động tầm khoảng 89 ha bà con. Hoành 89 ha. 89. Thì cái lô này nó thân tầm khoảng chắc tầm khoảng 15 20 15, nó thân tầm khoảng 15, chiều cao là tầm khoảng 50 ha. Chiều cao tầm khoảng 50, cây đang ôm búp nụ. Cái dòng này thì ra bông một lọt là không thấy lá luôn ha con. Này cây ôm nụ rất là nhiều ha, đang lên nụ quá xá nụ. Thì cái đỏ size lớn hơn này á, nhà vườn em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là giá 150.000 bao phí ship cho bà con mình ha. Đó, dòng trang đỏ size lớn. Thế tiếp em cũng có một cái dòng hồng phấn phớt tím đó. Cây thì cỡ ngón tay trỏ em ha bà con. Này dao động chiều cao tầm khoảng 50, cây cũng đang ôm búp nụ ha. Thì cái dòng này á, thì nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 100.000 ha, 100.000 một chậu như vậy ha. Thì hai chậu em bao phí ship cho bà con mình ha. Còn bà con nào mình lấy cái đơn hàng dưới 150 á thì hỗ trợ em 30.000 phí ship ha, em cũng ship cho bà con mình luôn. À, cái này thì thoát thân tầm khoảng 20, cây thần chậu ha bà con. Cây đang ôm búp ôm nụ. Cái này là hồng phấn phớt tím ha. Thế tiếp em cũng có một số trang vàng hường đọt xanh. Vàng hường đọt xanh
cái này cái phơm lùng để mình chơi mini ha. Đó, em đã con tàn sẵn rồi, thì cây đang đi tược mạnh. Cái này cái hoành cũ thì nó 10-12, hoành eo em đo chỗ này thì nó là 7 ha. Cây này ở chiều cao là tầm khoảng 40 ha con. Cái phơm này là phơm để mình chơi mini ha con. Đó, lấy một cây nó cho con mình hình dung. Dạ, cây thì nó tương đối như vậy ha con. Đó, đó nó một cỡ ha. Thì cái dòng hoàng hương đọt xanh này nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 150.000 bao phí ship cho con mình ha, và tặng kèm thêm một cây trắng lá chung ha. Cây trắng lá chung là này nó cây giống không phải cây giống nha bà con, để đi tàn tán rồi, đi tược rồi, đâm tược nhiều ha. Cây đang ôm bông bông nụ gì bà con mình chơi luôn ha. Đó, thì cứ đơn hàng 150 là nhà vườn em sẽ tặng thêm bà con mình một cây trắng lá chung. Em xin xuống cái này ha. Kế tiếp em cũng có một số cây vàng cánh kép hay là cánh sen đổi màu. Cây ghép hay là con, cây ghép đã ôm bông ôm nụ rất là nhiều ha. Cam kép hoặc là cánh sen đổi màu. Thì cây này là cây ghép, cái gốc thân nó là cái dòng trang đỏ lá chung ha con. Đỏ lá chung giống như cây này về mình chơi hai màu luôn ha. Thì cái hoành thân này thì cỡ ngón tay cái em, chiều cao tầm khoảng 40 á. Thì cái này em có còn được 3 cây. Em cây vô cây số 1, cây mã số 1 này á, em giao lưu bà con mình là giá 150 em bao phí ship cho con mình ha. Em quay. Này là cây số 2. Cây số 2 này đó. Em quay sơ sơ cho bà con mình xem. Cây số 2 này thì cái gốc thân nó là dòng đỏ lá bóng hả con. Này về mình rồi cũng chơi hai màu luôn ha. Đó, một màu của cây mẹ là đỏ lá bóng và một màu cam kép. Cây số 2 này nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 150 bao phí ship cho con luôn ha. Và đây là cây số 3. Cây số 3 thì cũng là cây ghép luôn. Đó, cây ghép. Thì cây này thì em cũng giao lưu bà con mình là giá 150 luôn ha. Cây này thì nó xum xê hơn ha. Đó. Cây này thì em ghép dốc hồng phấn thái 3 màu. Xuống cây ha. Đây, cái này là cái dòng đỏ lá chung. Đỏ lá chung đang ôm bông ôm nụ ha. Em đo hào hào cái gốc cho bà con mình xem tham khảo. Dòng này thì em đo cái ngay chân chỗ này là cái nó 12 ha con. Quanh nó 12 chỗ cái eo đó. Thoát thân là 35. Tổng chiều cao là hơn 1 mét ha. Gần 1 mét 1 á. Thì tán ngang nó là 90. Cây như vậy. Thì dòng đỏ lá chung này á thì em giao lưu bà con mình là giá 200.000 bao phí ship cho con mình ha. Đây là hàng hừng chậu ha bà con. Ở đây cũng là dòng đỏ lá chung, nhưng mà hàng này là hàng bứng nóng về bà con mình thần ha. Này em bứng cũng cả tuần rồi ha. Cây vẫn xanh tốt bình thường. Đó. Này em lên tượng trưng cái mẫu là tương xứng như vậy. Vườn còn số lượng ha bà con. Bà con mình yêu thích có thể liên hệ trực tiếp em ha. Cái này là hoành 10 ha bà con. Hoành 10, đo chỗ này. Này là thoát thân là 50. Ổng chiều cao là hơn 1 mét ha. Tán ngang này tầm khoảng 80 ha. Thì cái đỏ lá chung cây hàng bứng nóng này em giao lưu bà con mình là giá 150.000 bao phí ship bà con mình ha. Cây này thì em bứng cũng hơn một tuần ha bà con.
cây vẫn còn xanh đẹp ha, về bà con mình vô chậu thần lợi chơi ha. Em cũng còn một cây vàng lá chung ha, vàng lá chung, cây đang âm nụ, cây đang lên búp nụ nhiều ha. Cây này từng sống khỏe rồi ha con. Này hoành em đo là 9 ha, thoát thân tầm khoảng 10 á, thoát thân khoảng 10, chiều cao cây này là tầm khoảng 70 ha, cao là tầm khoảng 70, tán ngang tầm khoảng 70. Thì cây hoàng lá chung này nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 200.000 bao phí ship bà con mình ha. Đó, hoàng lá chung để tiếp là em lên dòng đỏ nhung lá bóng à. À, cây tàn tán xum xê ha con. Em đo hạ hoành thân ở này, hoành thân này thì nó là 6 ha, 6 cây thần chậu ha con, thoát thân 25, tổng chiều cao là 70, tán ngang là 80. Thì dòng đỏ lá bóng này á, nhà vừa em giao lưu bà con mình là giá 150 bao phí ship cho bà con mình ha. Xuống cây này em lên tượng trưng nha bà con, tượng trưng để mắt tránh mắt thời gian của bà con mình. Cái mẫu nó để em giao lưu bà con mình nó tương đối là như vậy. Ở đây là cái dòng hồng phấn thái ba màu. Thần cỏ mọc luôn à. Cái hoành thân chỗ này là 8 ha con. Đó, chỗ này là 8 ha. Lô này thì thoát thân đẹp rồi. Thoát thân sạch đẹp. Thoát thân là 60. Ổng chiều cao là 1m2 ha. Đây bà con mình xem, cây là đang ôm nụ ha. Nụ rất là nhiều ha. Này về bà con mình chơi Tết luôn ha. Đó. Thì dòng hồng phấn thái ba màu này nhà vườn giao lưu bà con mình là giá 200.000 bao phí ship cho bà con mình ha. À, tiếp là dòng cam Đài Loan. Cam Đài Loan, cam Đài Loan này hoành cỡ 5-6 ha bà con. Này chiều cao tầm khoảng 90 tới 1 mét ha. Thoát thân 2-4. Thoát thân tầm khoảng 45-50. Dòng cam Đài Loan thì bông là cực kỳ là đẹp rồi, to rồi. Thì cam Đài Loan cái size một cốt này á, nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 150.000 bao phí ship cho con mình ha. Bà con mình yêu thích liên hệ trực tiếp với vườn em qua số điện thoại là 0939 995 445. Tiếp là cây Mỹ Hồng. Ai dạ, Mỹ Hồng thì cây đang ôm nụ lai gai ha. Mỹ Hồng, Mỹ Cam ngay dòng Mỹ à, Mỹ Cam dạ. Lên Mỹ Hồng trước thôi con, nhìn cho rõ rõ. Mỹ Hồng thì cái này nó cái hoành nó dao động này, hoành 8 ha con, hoành 8 à, cao là 80 ha. À, ngay như vậy cái lô cây tương đối là như vậy ha con, tàn tán xương xương, cây đang âm bông nụ lai gai. Thì dòng Mỹ Hồng này nhà vườn giao lưu bà con mình là giá 150.000 bao phí ship cho bà con mình ha. Cây thần chậu sống khỏe ha con. Đấy, tiếp là dòng Mỹ Cam. Đó. Mỹ Cam này hoành 6. À, chiều cao là 70 ha. Thì dòng Mỹ Cam
Này em vô lưu bà con mình là giá 120.000 bao phí ship bà con mình luôn ha. Mỹ cam. Dạ. Tiếp em còn một phôi đỏ lá chung đó, đỏ lá chung dáng bay ha. Rồi con mình yêu thích có thể sưu tầm về mình tạo tác chơi bonsai ha. Đó, cây này thì cũ tương đối là đẹp nha con. Cây già nứt thân. Vành cũ này là 20 ha. Đo dưới này cao thì nó lớn hơn. Vành bề. Vành cũ chỗ này là 20 hai mấy, 22. Còn vành eo chỗ này, eo lớn chỗ này thì nó gì? 9. Cây này dáng bài đẹp ha. Này để hồ cá nông bộ hay gì ok. Bài là 85. Đây có chi cành sẵn ha, đang đi tược mạnh. Này gì là vô chậu là chơi luôn ha. Này là đỏ lá chung ha con. Này phôi đỏ lá chung. Thì cái phôi này á, nhà vườn em vô lưu bà con mình là giá 180.000 bao phí ship bà con mình ha. Phôi đẹp. Tiếp là cái hồng phấn xương cá, hồng phấn lá sắn. Cái này cây thông ha. Đấy, bứng nó hơi ấy, nó hơi nghiêng. Rồi chim à. Rồi em đo hạo cái hoành thân đó con mình xem. Cây này thì hoành thân nó là 10 gần 13 ha, tính 12 cho dễ ha con. Thì thót thân làm khoảng 20, hốc thân 20. Tổng chiều cao là 1m2 ha, 1m2. Đó. Cây thì cây tàn thông đẹp ha con. Đang nở một số bông. Thì cây hồng phấn này ở nhà vườn em giao lưu bà con mình là giá 350 em bao phí ship cho bà con mình ha. Đó. Bà con nào yêu thích liên hệ trực tiếp với vườn em ha. Cây này thì nó hơi tròn tròn ha, tròn tròn ú ú. Này thì hoành thân nó là 11 à, hoành thân 11, hốc thân là 18-19 ha. Cũng chiều cao là hơn một mét ha, hơn một mét. Thì cây này em giao lưu bà con mình là giá 300.000 bao phí ship bà con mình luôn ha. Đó. Thì hôm nay nhà vườn em cũng xin lên một số mẫu như trên gửi đến quý bà con mình xem tham khảo và sưu tầm ha. Để mình ở chơi Tết thì đó, đặc biệt là dòng trang đỏ này đang lên nụ rất là nhiều ha. Tiện cho bà con mình về chơi từ từ tới Tết luôn ha. Thì kết thúc clip cũng xin mến chúc tất cả một ngày làm việc hiệu quả và thành công. Thì hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo. Mến chào bà con và hẹn gặp lại ha. Chào bà con.